Xin chào bạn, mình muốn hỏi là bạn là sinh viên ngành gì vậy? Mình bên ngành Digital Marketing. Mình muốn mời bạn tham gia phỏng vấn về nguyện vọng của sinh viên FPT về các hoạt động ngoại khóa cho bạn của mình á. Sinh viên đi hình phỏng vấn nha. Trong 5 ngày gần đây thì bạn có nhận phỏng vấn của ai chưa? Chưa. Vậy bạn giúp mình vài câu nha. Câu hỏi thứ nhất, bạn có mong muốn những gì từ ngành học của mình? Mình mong là khi học Digital Marketing thì mình sẽ có những kiến thức về marketing và đặc biệt hơn là kiến thức là chuyên môn về Digital Marketing. Câu 2, tại sao bạn lại chọn ngành học này? Tại vì marketing bây giờ là xu hướng và mình muốn theo xu hướng. Ngoài ra nó còn về bên mảng sáng tạo nữa. Mình là một con người muốn đem lại sự sáng tạo của mình cho mọi người. Câu 3, theo bạn làm sao để có ngay được việc làm như bạn mong muốn sẽ không được? Thật ra cái này phụ thuộc vào bản thân nhiều nữa. Một phần là khi học á, là mọi người phải chú trọng vào việc học và mọi người phải hiểu được bản thân muốn gì. Và khi ra cái lúc mà mọi người tìm việc làm á, mọi người sẽ tìm được những cái nơi mà đáp ứng nhu cầu. Câu 4, sau 5 năm tốt nghiệp, bạn mong muốn mình sẽ trở thành một người có vai trò như thế nào trong xã hội và công việc như thế nào? Thì đương nhiên ai cũng muốn mang lại lợi ích trong xã hội. Thì mình mong là 5 năm tới phải có việc làm và đem lại lợi ích cho xã hội cũng như là thu nhập được cao để có thể đóng thuế cho nhà nước. Và mình mong là mình có thể làm được việc mà theo đúng như chuyên ngành bây giờ mình đang học. Câu 5, hiện ngoài giờ học ở trên lớp thì bạn có mong muốn có thêm những hoạt động ngoại khóa nào? Thì thật sự là bây giờ mình cũng đang tham gia câu lạc bộ. Thì vì ngoài học trên lớp thì mình còn có tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa. Nên là thời gian rảnh của mình là sẽ có những công việc khác, mình sẽ không để thời gian hết. Câu 6, bạn có thể cho mình biết là một loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia nhưng mà vẫn chưa có thấy ở trong trường FPT không? Thực chất là đó là những cái hoạt động mà nhà trường tổ chức sân chơi cho sinh viên á. Những năm về trước, từ khóa 16 về trước thì có những hoạt động mà nhà trường tổ chức sinh viên chơi rất là vui, nhưng mà sau dịch á, trở đi các những hoạt động này bị cắt giảm hết nhiều và thay vào đó là những cái như workshop sharing. Mình biết là những cái hoạt động workshop sharing đó là đem lại rất nhiều cho sinh viên, nhưng mà bên cạnh đó thì những cái trường vẫn nên tổ chức các hoạt động như là vui chơi giải trí cho sinh viên nhiều hơn như FK chẳng hạn. Mình chưa thấy kỳ này nó được năm nay nữa. Câu 7, hiện nay bạn có là thành viên của câu lạc bộ FPT BAC đúng không? Lý do nào bạn tham gia không tham gia câu lạc bộ không? Tham gia BAC hay là bất cứ câu lạc bộ BAC?